Pizza cái gì pizza? Cái này ấy là mua cho chị con ăn nữa, khỏi mua cho con đâu. Con lo mà ngủ đi. Ủa, là sao ta? Sao bỗng dưng con ghẻ lên ngôi, con đẻ ra rìa là sao vậy? Không hiểu. Tớ đã về nhà an toàn nhưng mà tớ chưa dám vào nhà. Tại vì cả ngày hôm nay á họ tớ trốn mẹ ghẻ tớ đi chơi bên nhà bạn cà chớ, nó tính là xin ngủ lại. Nhưng mà mẹ bạn cà chớ không có cho, tại vì mẹ bạn ấy nói là tớ đi chơi không xin phép cho nên không cho ngủ lại. Chừng nào xin phép mới cho ngủ lại. Vì á họ lúc mà tớ ra về á, bạn cà chớ nó họ có hiến cho tớ một cái kế là thực hiện một cái màn kịch để cho mẹ ghẻ tớ không có đánh tớ. Nhưng mà tớ sợ màn kịch này không có thành công. Bây giờ tớ cần thật là nhiều động lực. Vì vậy các bạn ơi, các bạn hãy bấm thật là nhiều like cho video này. Các bạn bấm like đi. Rồi các bạn bấm like thành công hết rồi đúng không? Thì bây giờ để thực hiện màn kịch này thì tớ cần có sự trợ giúp. Mà sự trợ giúp này đến từ một người rất là quen thuộc đối với các bạn luôn. Biết là ai không? Đó chính là một người rất là thích ăn xúc xích. Các bạn đã ra rồi đúng không? Đó chính là chú cướp biển. Tớ nghĩ để triệu hồi chú cướp biển thì tớ sẽ đưa xúc xích này ra và triệu hồi chú ấy, chắc chắn là chú ấy sẽ đến. Rồi bây giờ tớ sẽ triệu hồi chú cướp biển nha. Ba la bùm chiếu chú cướp biển ơi, chú cướp biển ơi, chú đâu rồi? Chú dừng lại đi chú. Ta đang đi ăn cướp mà. Không, chú tập chú đây hả? Chú thích ăn cướp chú. Mình mệt rồi, sao ta lại ở đây? Thì con triệu tập chú tới đây đó. Con dùng xúc xích để triệu tập chú tới đây. Đâu xe hả? Đó, đúng không? Đúng rồi. Ủa sao ta đang đi ăn cướp mà ngươi triệu tập ta đến đây làm gì hả? Ta cần sự trợ giúp của chú. Trợ giúp hả? Đúng rồi, chỉ có chú mới giúp được con lúc này thôi. Chỉ có ta giúp được ngươi. Đúng rồi, nếu chú mà không giúp con hả, mẹ ghẻ con đánh đòn con chết luôn á. Vậy hả? Vâng. Là sao ta vẫn chưa hiểu, ngươi kể cho ta nghe xem nào. Thì ra là như vậy. Mẹ ghẻ ngươi ghê quá hả? Nhưng mà ta chỉ biết ăn cướp thôi, ta đâu có biết giúp người như nào đâu. Thì đó, chú chỉ cần ăn cướp thôi là chú đã giúp được con rồi. Vậy hả? Dạ. Chỉ cần ăn cướp thì giúp được người. Đúng rồi, chú chỉ cần hành nghề của chú, sở trường của chú là ăn cướp đúng không? Chú đi ăn cướp được con là được. Cái gì chú ăn cướp là sở trường của ta mà. Chị cà chua mắc cười quá hả? Trời ơi cà pháo, giờ này còn chưa đi ngủ, suốt ngày dán mắt vào cái tivi, mù mắt nghe chứ con. Dạ, con sớm mà mẹ, con đang xem chị cà chua vui lắm. Vui cái gì mà vui, leo lên giường, ngủ ngay cho mẹ. Dạ. Không xem thì không xem. Bố nè, mẹ nè, chị Minh Béo nè, cà pháo nè. Ủa mẹ. Sao hôm nay con không thấy chị Minh Béo đâu hết rồi mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Đúng là lạ thiệt, cả ngày nay mẹ cũng không thấy chị Minh Mập đâu hết á. Kỳ quá mẹ ha. Ôi mẹ, gì vậy con? Trời, có khi nào chị Minh Béo biến thành ma đúng không mẹ? Trời, hết hồn, ma cái gì mà ma? Thế hả? Cả ngày hôm nay con với mẹ đều không thấy chị Minh Béo. Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được. Con xem trên TV á, chỉ có biến thành ma thì mới không ai thấy thôi. Con á, là con xem TV nhiều quá rồi, nên là con chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Thôi đi ngủ đi. Nhưng mà con nhớ chị Minh Béo lắm. Con phải có chị Minh Béo nằm kế bên con mới ngủ được cơ. Không chịu đâu. Mẹ tìm chị Minh Béo con đi. Được rồi, để mẹ tìm chị Minh Béo cho. Chắc là chị ấy trốn đâu trong nhà thôi. Con đợi mẹ tí nha. Quái lạ thật, hôm nay á nó không đi học mà mình không thấy nó ở trong nhà. Chắc là nó sợ mình đánh đòn nó cái vụ mà cho mình ăn kem đánh răng thì nó trốn đâu rồi.
phải đi tìm nó mới được. Tìm tất cả các phòng đều không có, không biết là con mèo mập nó trốn ở đâu ha. Bây giờ chỉ còn một nơi thôi, chắc nó trốn ở đó, là dưới xe hơi á. Mình xuống dưới mình kiếm đi. Mèo mập ơi, đừng có trốn mẹ, mẹ biết rồi nha. Trốn mẹ là gì cũng biết á. Ra đây đi con. Hả? Không có hả? Quái lạ thiệt, trong xe hơi không có thì con mèo mập nó đi đâu ta? Ủa mà sao ai lại mở cổng nhà mình vậy? Ai mở cổng nhà mình vậy ta? Quái lạ thiệt, vẫn không thấy con mèo mập đâu hết. Hả? Ông lại xỉu. Ê, đừng xỉu. Sao lại không xỉu? Trời ơi, ngươi mà xỉu à thì mà hết thi mất. À, mà cuối cùng ông là ai hả? Hai mẹ con nhà ngươi đúng là ngu như nhau mà. Ngươi nghĩ ta ăn mặc như thế này thì ta là ai? Ờ, nhìn ông lạ quá hả? Tôi không quen. Mà người không quen vào nhà thì chắc là ông đánh trộm hả? Sai rồi, không phải đâu. Ủa chứ, lúc của ông là ai? Ta không phải là ăn trộm, mà là ăn cướp, hiểu chưa? Hả? Ăn cướp hả? Ờ, đúng rồi, nhưng mà không phải ăn cướp bình thường đâu, mà là cướp biển đó nha. Hả? Cướp biển nữa hả? Ờ, nhưng mà may quá, nhà tôi không có biển, chắc là không có gì cho ông ăn cướp đâu. Ngươi á, ngươi giả ngu hay ngươi ngu thật vậy? Ta là cướp biển, nhưng mà cái gì ta cũng cướp, chứ không phải là cướp mỗi biển không, phải chưa? Không nói nhiều quá, ngươi có cái gì quý giá đưa lên đây. À, thì ra là cướp biển cái gì cũng cướp hả? Nhưng mà nhà tôi á, không có gì quý giá để cho ông cướp hết đâu. Cái gì? Ngươi đừng có nói sao. Ta nghe nói hả, ngươi là bà mẹ ghẻ, vừa độc ác vừa giàu có. Ngươi mà không có cái gì quý giá thì ai có? Có đâu, tôi đâu có độc ác đâu, ai nói hả? Tôi hả? Chỉ hơi khó tính một xíu thôi hả? Ngươi nói nhiều quá. Ta thấy hả? Trên cổ ngươi có một sợi dây chuyền kìa. Đưa cho anh lên. Dây chuyền này hả? Dây chuyền này là của hồi môn của mẹ tôi để lại đó. Tôi hả? Tôi không đưa cho ông được đâu. Cái gì? Ngươi dám đưa ta sao? Bây giờ hả? Ngươi muốn ta bắt ngươi cho cá mập ăn thịt không? Hả? Cá mập ăn thịt hả? Thôi được rồi, tôi đưa cho ông nè. Ông tha mạng cho tôi nhá. Phải vậy chứ, cho chùa mà cái tật hả, độc ác hay ăn hiếp con ghẻ. Thôi rồi, ta đi đây nha. Sợ quá, sợ quá. Cướp, cướp. Mẹ ơi, mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mình mà bà, con gái ơi, cướp biển cướp dây chuyền của mẹ rồi, con cẩn thận đó nha. Cái gì cướp hả? Mẹ để con. Ê tên kia, ngươi là ai mà dám cướp dây chuyền của mẹ ta? Ngươi không nghe mẹ ngươi nói hả? Ta là cướp biển chứ ai? Ngươi là ai mà dám hỏi ta là ai vậy? Ta hả? Ngươi không biết ta là ai hả? Không. Ta là chị Cà Chua, là chị gái của em Cà Pháo, là chị Cà Chua của khu vườn Cà Chua. Quên biết không? Khu vườn Cà Chua à? Đúng rồi. Có gì ghê không? Tất nhiên là ghê rồi. Bây giờ nếu ngươi mà không trả dây chuyền cho mẹ ta, ta sẽ gọi 1 triệu quả cà chua bi ra đây đập cho người tay tôi luôn, ngươi tin không? Ừ, 1 triệu thành viên luôn hả? Tất nhiên rồi. Quê vậy. Bây giờ ngươi có trả không? Đập ta tay tôi luôn hả? Đúng rồi, đập ngươi hả thành con mắm luôn. Ôi, sợ lắm. Hay là ta trả cho ngươi nha. Thật không? Thật, đây, ngươi cầm nó đi. Gì? Nhà cướp à? Lần sau đừng có vào đây cướp ngươi nha. Mình gặp giỏi quá, lấy được dây chuyền của mẹ rồi. Dạ, đây dây chuyền của mẹ đây ạ. Ừ, mẹ cảm ơn nha. Dạ, không có gì nha mẹ. Con biết không, cái dây chuyền này hả là của hồi môn của mẹ khi mà hả bố lấy mẹ đó. À, mẹ mà hả làm mất dây chuyền này mẹ không biết sống sao luôn á. Mẹ quý nó vậy hả? Ừ, may mà có con lấy lại cho mẹ, không thì có mà hả mẹ buồn lắm á. Dạ. Ừ, con gái giỏi quá ha. Dạ, có cái gì vậy? À, hôm nay con gái đi đâu cả ngày đúng không?
Dạ con đi học thêm với con đi qua nhà bạn chơi à. Con xin lỗi vì không báo cho mẹ à. Không sao, chắc là con đói lắm rồi đúng không? Bây giờ hả, con muốn ăn gì mẹ mua cho con ăn. Dạ không, con không đói, con ăn rồi. Thôi được rồi, mẹ biết mà. Thôi hay là bây giờ con cứ lên nghỉ đi, mẹ mua pizza con ăn nhá. Thật hả mẹ? Hả? Dạ con cảm ơn mẹ. Các bạn ơi, nhờ màn kịch của bạn Gà Trốn và các bạn đã bấm like thật là nhiều cho mình, mà mình đã rất là dũng cảm để thực hiện màn kịch này. Bây giờ mẹ ghẻ của mình không còn giận mình nữa, ngược lại còn đi mua pizza cho mình ăn nữa. Mình vui quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Con gái vào đây ăn pizza nhá. Dạ. Yeah. À, chị Minh Béo. Ôi, mẹ mua pizza nữa hả? Pizza cái gì pizza? Cái này là mua cho chị con ăn đó, phải mua cho con đâu. Con lo mà ngủ đi. Ủa, là sao ta? Sao bỗng dưng con ghẻ lên ngôi, con đẻ ra rìa là sao vậy? Không hiểu.